Tổng thống Vladimir Putin ngày 10 tháng 3 nói rằng Nga sẽ tiếp tục xuất khẩu dầu và khí đốt bao gồm qua cả Ukraine. AFP dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp chính phủ được phát sóng trên truyền hình về hậu quả của lệnh trừng phạt từ phương Tây rằng Nga tôn trọng tất cả nghĩa vụ của mình về nguồn cung cấp năng lượng. Ông Putin nói thêm rằng ngay cả hệ thống vận chuyển khí đốt qua Ukraine cũng hoạt động 100% theo các hợp đồng. Ông Putin khẳng định các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga là bất hợp pháp và chính phủ phương Tây đang lừa dối chính người dân của họ. Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov cho biết Nga đã thực hiện các biện pháp để hạn chế dòng vốn chảy ra ngoài và nước này sẽ trả các khoản nợ nước ngoài bằng đồng rúp. Về nông sản, ông Putin cảnh báo các lệnh trừng phạt đối với Nga có thể khiến giá thực phẩm toàn cầu tăng vọt. Bộ trưởng Nông nghiệp Nga Dmitry Petrushev nói tại cuộc họp rằng an ninh lương thực tại Nga được đảm bảo và Moscow sẽ tiếp tục thực hiện các cam kết xuất khẩu đối với thị trường nông nghiệp toàn cầu. Trong khi đó, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin cùng ngày đã ký sắc lệnh cấm xuất khẩu hơn 200 loại sản phẩm, trong đó có toa xe lửa, container, tuabin, v.v. Sau khi phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, Nga đã chịu hàng loạt lệnh trừng phạt từ các nước phương Tây và đồng minh, bao gồm bị đóng cửa không phận. Các nhà tài phiệt Nga bị đóng băng tài khoản và cấm đi lại, trong khi ngân hàng nước này bị ngắt kết nối với hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT. Nền kinh tế của Nga chao đảo khi giá đồng rúp xuống mức thấp nhất trong lịch sử. Nhiều công ty quốc tế cũng tránh xa các nhà cung cấp Nga ngay cả khi các lệnh trừng phạt chưa được áp dụng. Đổi lại, giá dầu thế giới cũng tăng vọt sau khi Mỹ và một số nước cấm hoặc hạn chế nhập khẩu dầu từ Nga. Nga đã tung ra hàng loạt biện pháp đáp trả như cấm công dân xuất cảnh với hơn 10.000 đô la Mỹ ngoại tệ, cho phép công dân và công ty trong nước trả nợ nước ngoài bằng đồng rúp, cấm hoặc hạn chế hoạt động xuất nhập khẩu một số hàng hóa và nguyên liệu thô. Trong cuộc họp báo thường kỳ hôm 10 tháng 3, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng nền kinh tế Nga đang chịu cú sốc và có những hậu quả tiêu cực. Ông Peskov nói với các phóng viên, đây là điều chưa từng có trong tiền lệ, chưa có cuộc chiến kinh tế nào nhắm vào Nga như vậy, rất khó để dự đoán.